dung. Đây lại là chỉ là teaser cho một cái documentary gồm 3 tập, cả mấy đêm nay vật lộn để mà trả nợ cho anh đúng cái teaser ngày hôm nay được chiếu cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ là hai anh em mình ngồi talk và chia sẻ những cái thông tin mà chắc là rất là nhiều anh chị em cũng mong muốn được biết ở trong cái buổi họp báo ngày hôm nay. Em mời chủ nhà. Ok ạ. Hồi hôm qua đây là lần đầu tiên em ngồi phỏng vấn một cây bút trẻ. Cây bút trẻ. Bởi vì anh Jun lúc mà họp, anh Jun có nói dặn em là thôi thôi đừng có gọi nhà văn, thôi thôi không cần gọi nhà văn gì hết, gọi không, cây bút thôi là được. Không phải là anh không muốn, nhưng mà vấn đề là muốn làm nhà văn không có dễ. Tại vì muốn làm nhà văn thì cũng phải có những sách đó, rồi anh cũng phải trong hội nhà văn, rồi phải đi họp hội nhà văn, gặp mấy chú, mấy nhà văn mà kiểu như mình còn trẻ nên mình cũng là muốn cây bút trẻ thôi. Nhưng mà anh đã là nhà văn trong lòng của tất cả mọi người rồi. Trời, đúng là đúng vì hay quá. Mà cái cuốn sách đầu tiên cũng là xuất bản phát hành năm 2010. Anh có quỹ ăn vui mà. Rồi, cái này giùm em luôn.